Man United chấp nhận đề nghị của câu lạc bộ Fenerbahce cho tiền vệ người Brazil Fred. Galatasaray hỏi mua trước, nhưng kình địch tại Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce hớt tay trên thành công với mức giá phù hợp hơn. Ngày 10 tháng 8, Man United chấp nhận đề nghị 17 triệu đô la Mỹ của đội Á quân giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ mùa trước. Theo trang tin Top, Fenerbahce và Fred cũng đã đạt thỏa thuận cá nhân. Fred mất vị trí đá chính tại Manchester United từ mùa trước, khi huấn luyện viên Erik ten Hag chiêu mộ Casemiro và Christian Eriksen. Với việc Man United mua thêm Mason Mount hè này và giữ Scott McTominay, nếu ở lại, tiền vệ người Brazil có thể chỉ là lựa chọn thứ 5 ở hàng tiền vệ. Việc Fred ra đi có thể mở đường cho Sofyan Amrabat về Man United. Amrabat còn hợp đồng 1 năm với Fiorentina và có giá khoảng 33 triệu đô la Mỹ. Nếu chuyển nhượng thành công, tiền vệ 26 tuổi người Morocco sẽ là hợp đồng lớn thứ tư của Man United hè này. Ngoài Fred, Man United còn giải phóng thủ môn David De Gea, cho Sociedad mượn Donny van der Beek, bán Alex Ten cho Al Nassr, Anthony Elanga cho Nottingham Forest và Harry Maguire cho West Ham. Tổng số tiền thu về khoảng 82 triệu đô la Mỹ. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Rasmus Højlund cuối cùng đã chọn được số áo tại MU. Theo đó, tân binh người Đan Mạch sẽ kế thừa số áo 17 của Fred, người vừa đạt thỏa thuận chuyển tới Fenerbahce với giá 13 triệu bảng. Số áo 17 đã gắn bó với Højlund trong cả mùa giải năm 2022 đến năm 2023 vừa qua, thời điểm cầu thủ này còn chơi cho Atalanta. Sau một mùa giải khoác áo đội bóng của Italia, tiền đạo 20 tuổi đóng góp 16 bàn thắng cùng 7 đường kiến tạo. Trang chủ MU xác nhận, Højlund có thể cần vài tuần nữa mới có trận ra mắt MU, do chưa bình phục chấn thương gặp phải trong thời điểm còn thi đấu cho đội bóng cũ. Tuy nhiên, quá trình phục hồi của Højlund đang tiến triển tốt và chúng tôi tin rằng anh ấy đang nóng lòng ra sân trận đầu tiên cho Quỷ Đỏ. Mối lương duyên giữa ngôi sao Neymar và câu lạc bộ PSG sắp kết thúc, khi hai bên đồng ý đàm phán kết thúc hợp đồng một cách tốt đẹp ngay kỳ chuyển nhượng đang diễn ra. Đang có nhiều lời đề nghị cho Neymar để anh lựa chọn, như đến câu lạc bộ Al Hilal ở giải Saudi Pro League, Ả Rập Xê Út, sang giải MLS, Mỹ, để tái hợp với Messi với hai câu lạc bộ ở Los Angeles sẵn sàng tham gia chiêu mộ. Câu lạc bộ Barcelona cũng có thể vào cuộc, xem liệu có đủ khả năng đưa cầu thủ cũ của mình trở lại được hay không, nhà báo chuyên gia săn thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết. Theo nhà báo Loic Tanzi của tờ L'Equipe, Pháp, PSG đã từ chối lời đề nghị mức giá 45 triệu euro của câu lạc bộ Al Hilal cho Neymar. PSG muốn giá khởi điểm chuyển nhượng của Neymar phải từ 60 triệu euro. Tờ AS, Tây Ban Nha, cho biết Neymar đang cân nhắc sự lựa chọn gia nhập giải MLS nhiều hơn, sau khi rất hứng thú với sự thành công của người bạn thân Messi tại câu lạc bộ Inter Miami. Tuy nhiên, để được chuyển đến đây ngay trong thời điểm hiện nay, Neymar sẽ phải trở thành cầu thủ tự do. Kỳ chuyển nhượng thứ hai ở giải MLS mùa 2023 đã đóng cửa từ ngày 2 tháng 8. Từ thời điểm này, các câu lạc bộ ở giải MLS chỉ được quyền chiêu mộ các cầu thủ theo diện tự do với thời hạn đến ngày 13 tháng 9.